Lực lượng cảnh sát biển của Việt Nam và Trung Quốc hôm 5 tháng 2 tổ chức cuộc tuần tra chung đầu tiên ở vùng biển giáp ranh giữa thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh của Việt Nam và thành phố Đông Hưng, phòng thành cảng, tỉnh Quảng Tây của Trung Quốc. Vùng biển này là nơi có nhiều hoạt động xuất nhập khẩu, trao đổi hàng hóa giữa hai nước cộng sản láng giềng, cũng thường bị lợi dụng cho các hoạt động vi phạm pháp luật như buôn lậu, gian lận thương mại, vượt biên, nhập cảnh trái phép bằng đường biển, theo báo nhà nước. Lực lượng Việt Nam trong chuyến tuần tra chung đầu tiên thuộc loại này có hai tàu và một xuồng của cảnh sát biển. Bên Trung Quốc có một tàu hải cảnh và ba xuồng, theo truyền thông nhà nước. Tiếp sau hoạt động mở đầu này, kể từ năm nay, cảnh sát biển hai nước sẽ tiến hành tuần tra chung trên vùng biển Giáp Ranh mỗi quý một lần nhằm thường xuyên duy trì an ninh trật tự, đảm bảo việc chấp hành pháp luật của người dân hai nước.